Xin chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các anh chị và tất cả các bạn đã trở lại với cái kênh Ngược Tài của mình. Mình tên Hạnh Nhật Tấn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho tất cả các quý vị và tất cả các bạn về một bài, đó là tìm ngày tốt, xem ngày tốt, ngày đẹp. Là tổng cộng hết tất cả các ngày tốt, ngày xấu trong cái tháng 4 năm 2020 này. Thì việc đầu tiên thì chúng ta cần phải biết đó là trong cái tháng 4, nó nếu mà nó đúng 2 tiết là lập hạ và tiểu mãn thì nó mới là của cái tháng 4. Còn nếu mà trên lịch nó đề tháng 4 nhưng nó không phải là tiết lập hạ và tiết tiểu mãn thì nó không phải là tháng 4 nha các bạn. Ví dụ như từ ngày 1 tháng 4 cho tới ngày 13 tháng 4 nó là tiết của Cốc Vũ, mà tiết Cốc Vũ này là của tháng 3. Cho nên á là 13 ngày này thuộc về của cái tháng 3. Mà các bạn cũng biết tháng 3 là tháng cơ khắc, tháng đó, là cái tháng đó là tháng đối khắc. Cho nên á là nó rất là kỵ việc động thổ xây nhà. Cho nên trong 13 ngày này chúng ta bỏ, chúng ta không nên xây nhà trong 13 ngày này. Còn trong 10, còn các việc khác thì có thể dùng những ngày tốt trong cái 13 ngày này các bạn. Rồi. Thì hồi nãy vừa mới nói là cái tháng 3 là tháng cơ khắc, là kỵ động thổ xây nhà. Thì từ ngày 14 tháng 4 cho tới ngày cuối tháng 4, đó là ngày 30 tháng 4, là tiết của lập hạ và tiểu mãn. Thì tiết lập hạ và tiểu mãn thì nó mới đúng là cái tiết của cái tháng 4 các bạn. Tiết lập hạ và tiểu mãn nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua một cái lập trình, đó là phân ý nghĩa của từng ngày tốt và xấu trong cái tháng 4 năm 2020 này các bạn. Thì chúng ta bắt đầu qua cái ngày mùng 1, tức là cái ngày đầu tháng 4 năm 2020, ngày là ngày Bính Thân. Ngày này thuộc về là Trực Định. Vì ngày này nó có là Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, lại có Quảng Vong. Cho nên là chúng ta mà ngày này á thì nó lại không có kiết tinh nào để nương tựa, để giải trừ. Cho nên á là chúng ta không thể dùng ngày này cho tất cả các công việc. Thì cái ngày 1 tháng 4 này chúng ta bỏ, chúng ta không dùng các bạn. Rồi đến ngày 2 tháng 4 năm 2020, ngày này là ngày Đinh Dậu, ngày này là trực chấp, ngày này là thứ sáu hàng tuần, nhằm ngày 24 tháng 4 dương lịch. Ngày này nó thuộc về tiết Cốc Vũ, tức là tiết của cái tháng 3. Thì vì có Thiên Đức Nhị Hiệp, tức là ngày này nó có Thiên Đức Hiệp, Nhiệt Đức Hiệp, cho nên đó là nó hợp cho các việc như là tới lễ, cầu phúc, cầu tự, dân sớ, sức hành, hôn nhân, đính hôn, xuất giá, thêm người, di dời, cắt tắm gội, chữa bệnh, cắt may, đổ trụ, khai trương, ký hợp đồng, giao dịch, nạp tài, quét dọn, bắt cá, xuất hành thuyền, trăn nuôi, mua gia súc, làm chuồng, lập mái và thưởng lương. Còn tất cả các việc khác ngoại trừ cái những cái việc ở trên này thì tất cả các việc khác đều là ngày đại hung, đều là những việc đại hung cho cái ngày này. Rồi ngày này nó kỵ người tuổi Mão và người tuổi Tuất. Giờ tốt của cái ngày này là từ giờ Ngọ từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút. Giờ giờ Mùi là từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút. Và khung giờ cuối cùng đó là giờ Dậu từ 17 giờ cho tới 18 giờ 59 phút các bạn. Chúng ta bước qua ngày 3 tháng 4 năm 2020, ngày này là ngày Tam Nương. Thì Tam Nương là chủ về xui xẻo thì cực kỳ là xấu, chúng ta không nên dùng. Cho đến ngày 4 tháng 4 năm 2020, ngày này là thuộc về ngày Thọ Tử cho nên rất hung, chúng ta cũng không nên dùng. Ngày mùng 5 tháng 4 năm 2020, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ thì chúng ta cũng không nên dùng luôn, chúng ta bỏ. Giờ đến ngày mùng 6 tháng 4 năm 2020, ngày này là ngày Tân Mùi Trực Định, nhằm ngày Chủ Nhật hàng tuần. Ngày này là ngày 29 tháng 3 dương lịch. Ngày này thuộc về tiết cũng là Cốc Vũ các bạn, mà ngày này là ngày sát chủ cho nên là chúng ta cũng không nên dùng. Rồi. Bắt đầu đến ngày 7 tháng 4 năm 2020, ngày này là ngày Tam Nương, chúng ta không dùng. Ngày 4 tháng 4 năm 2000 Rồi ngày 8 tháng 4 năm 2020, ngày là ngày Quý Mão Trực Bới, thuộc về thứ năm hàng tuần, nhằm ngày 30 tháng 4 dương lịch.
ngày này cũng thuộc về tiết Cốc Vũ, bởi vì ngày này nó ảnh hưởng của sao Tam Cường, tức là cái ngày này là có sao Tam Cường, là ngày mùng 8 là luôn luôn là sao Tam Cường các bạn. Rồi cho nên nó chỉ hợp cho tất cả cho vài cái việc nhỏ như là nhập trạch, mua xe, làm chuồng, trăn nuôi, mua gia súc, lập mái và thượng lương. Còn các việc khác là đại kỵ trong cái ngày này. Rồi cái ngày này thì nó kỵ người tuổi Dậu và người tuổi Thìn. Tại vì ngày này là ngày Mão, cho nên nó xung người tuổi Dậu, nó hại người tuổi Thìn. Cho nên người tuổi Dậu và người tuổi Thìn không nên dùng ngày này. Giờ tốt của cái ngày này là từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút, tức là giờ Ngọ đó các bạn. Rồi giờ Mùi là từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút. Và giờ Dậu là từ 17 giờ cho tới 18 giờ 59 phút các bạn. Giờ chúng ta bước qua cái ngày mùng 9 tháng 4 năm 2020. Ngày này là ngày Giáp Thìn, Trực Kiên, thuộc về thứ 6 hàng tuần. Ngày này nhằm ngày 1 tháng 5 dương lịch. Ngày này là thuộc về tiết Cốc Vũ, tức là nó còn trong cái tiết tháng 3. Vì ngày này có nhiều hung tinh như là Nghiệt Kiên này, Thổ Phủ này, rồi Thổ Phủ, Thổ Phù. Ngày nào là có Nghiệt Kiên đều có Thổ Phủ, Thổ Phù nha các bạn. Rồi ngày Nghiệt Hình này, ngày Dương Thác này, cho nên là rất là hung cho tất cả mọi việc. Chỉ hợp duy nhất là việc mua xe này. Mua xe làm phương tiện đi lại. Còn mà mua xe để kinh doanh là không nên dùng ngày này. Chỉ là mua xe để làm phương tiện đi lại thì dùng được ngày này các bạn. Còn mua xe để kinh doanh này là không nên dùng ngày này. Các việc khác thì không nên dùng vào ngày này luôn. Thì ngày này chỉ là hợp cho cái việc mua xe làm phương tiện đi lại thôi. Đến ngày mùng 10 tháng 4 năm 2020, ngày này là ngày Ất Tỵ trực trừ, thuộc về là thứ 7 hàng tuần. Ngày này nhằm ngày 2 tháng 5 dương lịch. Ngày này nó thuộc về tiết Cốc Vũ. Ngày này có thập ác đại bại, cho nên là khi dùng ngày này thì chúng ta cũng phải nên cẩn thận, tìm cái tuổi cho hợp hoặc là tìm cái giờ cho đẹp thì chúng ta mới dùng được ngày này. Thì các công việc mà có thể làm trong ngày này là việc lập mái này, việc thượng lương này, nhập trạch này, vừa nhà mới, tức là nhập trạch vừa nhà mới là một câu các bạn. Rồi chuyển nhà này, mua xe. Thì còn tất cả các việc khác nó đều là đại kỵ trong cái ngày này. Và nó vì ngày này là ngày tỵ cho nên nó xung người tuổi Dần, nó hại người tuổi Hợi. Cho nên đó, người tuổi Dần và người tuổi Hợi không nên dùng ngày này. Và cái tuổi mà hợp với cái ngày này á mà để dùng á thì là tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Sửu. Còn giờ tốt mà để dùng cho ngày này á là giờ Thìn, từ 7 giờ cho tới 8 giờ 59 phút. Giờ Ngọ là từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút. Và giờ Mùi là từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút các bạn. Giờ chúng ta qua cái ngày 11 tháng 4 năm 2020. Ngày này là ngày Trực Mãn, thuộc về Chủ Nhật. Nó nhằm ngày 3 tháng 5 dương lịch. Ngày này cũng thuộc về tiết Cốc Vũ. Nó vẫn còn là tiết của cái tháng 3. Ngày này chẳng có kiết tinh và cũng chẳng có hung tinh, cho nên không thấy có cái chỗ nào mà dùng được. Thì cho nên á, tất cả các sách đều không nói về cái ngày này. Thì cho nên mới nói là không dùng là hơn. Nhưng mà ngày này nè, nếu tổ chức hôn lễ thì sẽ tốt được 4 phần. Vì ngày này có nghiệt không nên tốt cho việc khai trương. Vậy là nó chỉ có hai việc là khai trương và hôn nhân thì dùng được ngày này. Mà phải xem cái tuổi cho nó hợp mới dùng được ngày này. Bởi vì cái ngày này là ngày Ngọ, cho nên nó hợp người tuổi Mùi nè, rồi người tuổi Dần này, người tuổi Tức các bạn. Rồi nó kỵ nhất là cái tuổi Tý và tuổi Sửu. Rồi giờ tốt của cái ngày này là từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút, từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút và từ 17 giờ cho tới 18 giờ 59 phút các bạn. Giờ chúng ta bước qua cái ngày 12 tháng 4 năm 2020, ngày này là ngày Sát Chủ rồi các bạn. Là ngày 13 tháng 4, ngày này là ngày Tam Lương. Và 14 tháng 4 thì ngày này là ngày Nghiệt Kỵ. Ngày 15 tháng 4 thì là ngày Sát Chủ Dương. Rồi ngày 16 tháng 4 là ngày Trực Phá. Rồi chúng ta qua cái ngày 17 tháng 4 năm 2020, ngày này là ngày Nhâm Tý, thuộc về Trực Nghi, ngày này là ngày thứ 7 hàng tuần, ngày này nhằm ngày 9 tháng 5 dương lịch. Bởi vì ngày này là tiết Lập Hạ, tức là nó đã qua tiết tháng 4 rồi nè các bạn. Thì nó hợp cho các việc như là
động thổ, xây dựng, đổ trụ, hôn nhân, nhập trạch, khai trương và mưu xê, kỵ các việc. Vậy là tất cả các việc khác đều kỵ, chỉ là nó hợp cho những việc là động thổ, xây dựng, đổ trụ, hôn nhân, nhập trạch, khai trương và mưu xê thôi. Rồi, kỵ tuổi là bởi vì ngày này ngày tí cho nên nó xung người tuổi ngọ và nó hại người tuổi mùi, cho nên người tuổi ngọ và người tuổi mùi đại kỵ dùng cái ngày này. Giờ tốt của cái ngày này là giờ ngọ từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút, giờ thân là từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút và giờ dậu là từ 17 giờ cho tới 18 giờ 59 phút các bạn. Giờ ngày 19 tháng 4, ngày này là ngày trực thâu, lại là ngày nhập tọ phá, ngày ương bại, cho nên là rất là hung, cho nên chúng ta không nên dùng. Giờ đến ngày 20 tháng 4 năm 2020, ngày này là ngày sát chủ, là ngày đại hung, chúng ta cũng không nên dùng. Đến ngày 21 tháng 4 năm 2020, ngày này là ngày Bính Thìn, thuộc về trực bới, ngày này là thứ tư hàng tuần, ngày này nhằm ngày 13 tháng 5 dương lịch. Ngày này nó thuộc về tiết lập hạ của cái tháng 4. Thì ngày này là ngày Bạch Hổ nhập trung cung, cho nên rất là hung hiểm, mà khó mà dùng được ngày này. Khi dùng ngày này thì chúng ta phải nên cẩn thận chọn cái tuổi cho hợp với cái ngày mà dùng nhé. Rồi hợp với các việc như là lợp mái này, chăn nuôi này, mua gia súc, làm chuồng và nhập trạch thôi. Còn các việc khác đều là đại kỵ cho cái ngày này. Và ngày này nó kỵ tuổi Tuất và tuổi Mão, tại vì ngày này ngày Thìn, cho nên nó xung người tuổi Tuất và nó hại người tuổi Mão. Thì cái tuổi mà tốt trong cái ngày này á, đó là giờ tuổi Tý, tuổi Thân và tuổi Dậu thì dùng được ngày này. Còn tất cả các tuổi khác thì chúng ta nên phải về chừng coi lại cái ngày này nha các bạn. Còn nếu không á thì các bạn mà là tuổi người tuổi Tuất và người tuổi Mão thì không nên dùng ngày này rồi. Còn tất cả các tuổi khác á thì khi dùng ngày này, nếu mà không hợp tuổi á thì vẫn dùng được ngày này, nhưng mà phải tìm ra được cái khung giờ tốt trong cái ngày này để chúng ta dùng. Đó là giờ Tỵ từ 9 giờ cho tới 10 giờ 59 phút, giờ Thân là từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút và giờ Dậu là từ 17 giờ cho tới 18 giờ 59 phút các bạn. Ngày 22 tháng 4 là ngày Tam Nương mà cũng là ngày Thọ Tử, chúng ta cũng không nên dùng. Rồi cái ngày 23 tháng 4 là ngày Nguyệt Kỵ, chúng ta cũng bỏ, không nên dùng. Ngày 24 tháng 4 thì ngày này á thì nó tuy là không có hung tinh sát khí, hung tinh mang sát thương cao, nhưng mà nó cũng có khá nhiều là hung tinh, cho nên khó mà là giải trừ được. Với lại ngày này nó cũng không có kiết tinh nào mà giải trừ được nhiều cái hung tinh này, cho nên là việc tốt nhất thì chúng ta nên bỏ ngày này, đừng nên dùng là hơn. Còn cái ngày 25 tháng 4 năm 2020, ngày là ngày Canh Thân, thuộc về trực bình, nó là chủ nhật hàng tuần, nó nhằm ngày 17 tháng 5 dương lịch. À, ngày này nó thuộc về tiết lập hạ, cũng là tiết của cái tháng 4. Tháng 4 thì có hai tiết là lập hạ và tiểu mãn đó các bạn. Rồi, bắt đầu chúng ta qua cái phần kiết tinh. Thì nó có kiết tinh như sau là Nguyệt Đức và Thiên Hậu, cho nên là nó hợp cho cái việc như là tới lễ nè, dân sớ này, sức hành này, thêm người này, di dời tắm gội cắt mây này, xây dựng động thổ, đổ trụ sửa kho này, sức hàng ủ rượu, khai trương ký hợp đồng, giao dịch nạp tài, mở kho, quét dọn, sửa tường, trồng trọt, chăn nuôi, mua gia súc, lập mái. Đó. Rồi kỵ các việc như là tất cả các việc khác đều kỵ. Còn cái ngày này bởi vì nó là ngày Tỵ, ngày Thân, cho nên nó xung người tuổi Dần và nó hại người tuổi Hợi. Và giờ tốt của cái ngày này là từ 9 giờ tới 10 giờ 59 phút, giờ mùi là từ 13 giờ tới 14 giờ 59 phút. Vậy là ngày này nó chỉ có hai khung giờ tốt để chúng ta hành sự. Đến ngày 26 tháng 4 năm 2020, ngày này là ngày Tân Dậu, thuộc về trực định, ngày này là ngày thứ hai hàng tuần, ngày này nhằm ngày 18 tháng 5 dương lịch. Ngày này nó thuộc về tiết tiểu mãn. Có tiết tiểu mãn này nó cũng là tiết của tháng 4 luôn các bạn. Có các kiết tinh như là Thiên Đức này, Xét Cống này, Thiên Phước này. Đó, cho nên nó hợp cho cái các việc như là khai trương này, động thổ này là đại kiết. Còn các việc khác là tiểu kiết. Tức là ngày này nó cũng là khá tốt. Tức là
chỉ riêng hai việc là khai trương và động thổ là đại kiết, tức là quá tốt, còn các việc khác đều là thuộc về tốt. Đó. Còn nó chỉ kỵ những việc sau đây, đó là chữa bệnh, săn bắt bắt cá, nhập trạch, hôn nhân, xây nhà, sửa nhà, ủ dụ, mua xe, dựng cửa, trăn nuôi, làm chuồng, làm bếp, lợp mái, thượng lương, đều xấu cả. Còn các việc ngoại trừ những cái việc này ra thì các việc khác đều là tốt hết. Rồi cái bởi vì ngày này là ngày Dậu cho nên nó xung người tuổi Mão, nó hại người tuổi Tuất. Vậy là người tuổi Tuất và người tuổi Mão không nên dùng ngày này. Và khung giờ tốt của cái ngày này là giờ Ngọ từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút, giờ Mùi là từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút và giờ Dậu là từ 17 giờ cho tới 18 giờ 59 phút các bạn. Cái ngày 27 tháng 4 năm 2020, ngày này là thuộc về Tam Nương nè. Chúng ta bỏ. Ngày 28 tháng 4 năm 2020 nó thuộc về là Trực Phá nè, Quẻn Vong nè, cho nên chúng ta cũng bỏ luôn, cực kỳ là hung. Rồi đến ngày 29 tháng 4 năm 2020, ngày này là ngày Giáp Tý, ngày này thuộc về trực nghi. Trực nghi là hoàng đạo các bạn. Thứ năm hàng tuần, nó nhằm ngày 21 tháng 5 dương lịch, nó thuộc về tiết tiểu mãn, là tiết của cái tháng 4, có các kiết tinh như là nghịch không bắc tương, nên tốt cho các việc như sau: tế lễ, cầu phúc, cầu tự, dân sớ, xuất hành, di dời, cơ giường, trồng trọt, trăn nuôi, mua gia súc, nhập trạch, khai trương, hôn nhân và cưới hỏi. Còn các việc khác đều là đại kỵ trong cái ngày này. Đó. Và cái tuổi mà nó kỵ trong ngày này là tuổi Ngọ và tuổi Mùi. Tại vì ngày này là ngày Tý cho nên nó xung người tuổi Ngọ, nó hại người tuổi Mùi. Vậy là người tuổi Mùi và người tuổi Ngọ không nên dùng ngày này. Và có 3 tuổi hợp với cái ngày này dùng là đại kiết, đó là tuổi Sửu, tuổi Thân và tuổi Thìn. Còn các tuổi khác nếu mà không xung, không hại với cái ngày thì dùng được ngày này được gọi là tốt. Rồi giờ tốt của cái ngày này là giờ Ngọ từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút, giờ Thân là từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút và giờ Dậu là từ 17 giờ cho tới 18 giờ 59 phút các bạn. Đến ngày 30 tháng 4 năm 2020, ngày này là ngày cuối tháng 4, cuối tháng 4 chứ không phải là cuối tiết tháng 4 nha các bạn. Ngày này là ngày cuối tháng 4. Ngày này thuộc về Ất Sửu, ngày này là trực thành, ngày này là thứ sáu hàng tuần, nhằm ngày 22 tháng 5 dương lịch. Thuộc về tiết tiểu mãn, là tiết của cái tháng 4. Có các kiết tinh như là Thiên Thành, Thiên Hỷ, Tam Hiệp cùng chiếu. Tức là ba cái kiết tinh này nó cùng chiếu vô cái những người nào mà đang làm trong cái ngày này đó các bạn. Cho nên đó là nó hợp các việc như sau. Đó là tốt cho tất cả mọi việc. Ngày gì là ngày 30 tháng 4 này tốt cho tất cả mọi việc các bạn. Ngoại trừ các việc sau đây là đại hung, không nên dùng ngày đó. Tức là không nên dùng cái ngày này. Là những việc là săn bắt này, bắt cá này, hạ thủy, xuất hành, trồng trọt, gieo hạt. Còn lại các việc khác đều là tốt. Như là nó loại trừ những cái việc này ra, còn các việc khác đều là tốt trong cái ngày này các bạn. Nếu phạm sẽ bị là khẩu thiệt này, nói xấu, chơi càn, tức là nó mình làm cái gì nó cũng bị chơi, người ta chơi mà chơi ẩu, chơi tả, chơi không có đúng đâu vô đâu ấy các bạn. Người ta chơi càn gọi là người ta nói càn, nói quấy mình á. Rồi cái ngày này bởi vì ngày Sửu cho nên nó xung người tuổi Mùi và nó hại người tuổi Ngọ, vậy là người tuổi Mùi và người tuổi Ngọ không nên dùng ngày này. Nó hợp cho người tuổi Tý, người tuổi Tỵ, người tuổi Dậu. Giờ tốt ở đây là giờ Tỵ từ 9 giờ cho tới 10 giờ 59 phút, giờ Thân là từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút và giờ Tuất là từ 19 giờ cho tới 20 giờ 59 phút các bạn. Vậy là quý giáo xem ngày tốt xấu trong cái tháng 4 năm 2020 đến đây cũng đã quá dài. Hạnh Nhật Tấn xin được kết thúc video tại đây. Mong rằng được nhận được nhiều sự ủng hộ của tất cả các quý vị và tất cả các anh chị. Hãy nhớ bấm like và bấm nút đăng ký kênh. Nếu mà tất cả các anh chị nào chưa bấm nút đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh, hãy kéo xuống video và bấm nút like video, đăng ký, bấm nút đăng ký để sau này còn nhận thêm nhiều video
hay hơn và bổ ích hơn nữa. Rồi, Hành Nhật Tấn xin quẻ chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Chào, hẹn gặp tất cả các quý vị và tất cả các anh chị ở những video sau nhé. Chào.